Xin chào mọi người. 11 giờ. Có ghê. Drop vào viên YouTube. Xin chào mừng bạn Thanh Trọng nha. Bạn vừa tham gia drop vào viên YouTube. Xin chào đón bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ad. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn Thái Nguyễn nha. Sáng nay bạn bắn tiền vào tài khoản cho Ad. Cảm ơn bạn rất nhiều, Thái Nguyễn. Tiên võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên. 743. Quý tuyền minh rời đi mang theo một thân nội thương cùng lửa giận ngút trời. Hắn vốn cho rằng hối lộ một chút văn điệp thông quan liền sẽ nhàng nhẹ nhàng cầm đến tay. Ai có thể nghĩ đến nửa đường giết trai một Diệp Hào, một cái tên tiện nhân như thế mà phán quan lại cũng rất bao che khuyết điểm, liền không nể mặt hắn. Càng nghĩ càng giận, sát cơ đối với Diệp Thái Hậu không cách nào ngăn chặn nổi. Trong đại điện, phán quan một vẻ mặt thịt đau bút, cực kỳ thích đồng lô điện vương kia. Đây chính là một tôn bảo bối cực tốt, giá trị rất nhiều tiền. Chỉ trách Quý Tịnh Minh lần này đến không đúng lúc. Chỉ trách hắn cùng Diệp Thái Hậu lại ở cùng một chỗ. Nếu như cho hắn văn điệp thông quan thì lấy tính tình vô sĩ của Diệp Thái Hậu tất nhiên sẽ không chịu. Đến lúc này lại phải đuổi đi, còn móa nó chứ, con vịt đã đun sôi lại bay mất rồi. Nó lại thực là công minh, trong sạch hóa bộ máy chính trị như vậy, ta rất vui mừng đó. Diệp Đại Học ý tứ sâu xa, nói một tiếng, ván này anh đã làm thật tốt. Phán quan cái trán để in đầy hắc tuyến, nếu không phải có Diệp Đại Học con hàng này ở đây, thì hắn còn có thể có được một bảo bối, là ngược lại là tốt, bảo bối lại không có. Đến à, ta tu đến Minh Tường, cho ta văn điệp thông quan. Diệp Đại Hào xách ra một quyển sổ nhỏ ghi chép công đức của mình. Phán quan tiếp nhận cũng rất muốn nhìn một chút công đức của Diệp Đại Hào đến cùng đã tu luyện như thế nào. Xoay xoay xoay, tăng vọt không ngừng. Vừa lật ra xem xét lấy được đực của hắn mà cũng lập tức chấn kinh. Đánh giết một đầu ác long nghiệt hải, ban thưởng 100 công đức. Đánh giết một đầu ác long nghiệt hải, ban thưởng 100 công đức. Đánh giết một đầu ác long nghiệt hải, ban thưởng 100 công đức. Bên trên sổ ghi chép công đức, dòng chữ này mỗi một lần liệt kê hơn mười mấy dòng. Trong đó lại còn có một đầu ác long cấp thánh nhân. Đây chính là một gia hỏa hung hãn, cấp thánh nhân đều chứ hẳn đã giết được nó. Thế nhưng chính là ác long kinh khủng như vậy lại bị Diệp Đào giết chết. Làm cho phán quan kinh ngạc nhất chính là có hai bút công đức lớn nhất đúng là có được từ trận đánh cược, lên tới 3-4 nghìn công đức. Hắn có thể tưởng tượng ra đến cùng là đại chủ nào xui xẻo thua hắn nhiều công đức như thế. 80% là đau lòng muốn chết ta. Yêu nghiệt, người đúng là yêu nghiệt. Phán quan nhất miệng tặc lưỡi không ngừng, liền nhìn Diệp Đại Hào ánh mắt đều thay đổi. Còn có một hoàn cảnh trâu bò như thế hay sao? Đừng nói lời vô dụng nữa, văn điệp thông quan, nhanh lên đưa cho ta. Diệp Đại Hào đưa tay ra, đã không kịp chờ đợi được đi gặp Sở Linh. Công đức đã đạt đến, tu vi đạt tới rồi hay sao? Phán quan mắng một tiếng, thế nào, hoàn cảnh đỉnh phong vẫn chưa đủ hay sao? Diệp Đại Hào sững sờ, đây là người nói nhảm đó. Phán quan đem sổ ghi chép công đức vứt trở về, liền người cái tu vi này ngay cả thần vị quỷ vương đều với không tới, vén vẹn công đức đạt tiêu chuẩn có cái rắn mà dùng, cả hai đều phải đạt tiêu chuẩn mới được đó. Ngươi lừa vẫn ta đúng không? Diệp Đào nhìn chằm chằm phán quan, ngươi thấy Minh Tương nào là hoàn cảnh hay chưa? Ngươi thấy con quỷ vương nào là hoàn cảnh hay chưa? Phán quan điếc nhìn nói ra, không rảnh đến lừa ngươi. Vậy ta tu vi đến bao nhiêu mới có khả năng tăng lên tới Minh Tương? Tại điều kiện tiên quyết là công đức đạt tiêu chuẩn, chuẩn thánh vương, tấn cấp quỷ vương, thánh nhân tấn cấp Minh Tương, thánh vương tấn cấp Huyền Minh Tướng, đại thánh tấn cấp Minh Tương, chuẩn đế tấn cấp Thiên Minh Tướng, chuẩn đế đỉnh phong tấn cấp Minh Vương, cũng chính là thập địa diên la cấp bậc đó đó. Thánh nhân sao? Diệp Đại Hào khóe miệng co giật, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Đây, con mẹ nó đến ngày tháng năm nào mới tu được chứ? Người nhân tài bực này tu đến Minh Tương rất nhanh mà thôi. Phán quan dùng lời lẽ khuyên nhủ vỗ vỗ vai Diệp Đại Hào. Bản quan nói lời sẽ giữ lời, đợi người thằng đến cấp Minh Tương liền cho ngươi văn điệp thông quan. Vậy có thể trước hết để cho ta đi cầu Đại Hà một chuyến hay không? Diệp Đại Hào xoa xoa hai bàn tay, cười ha hả nhìn phán quan.
không thể. Phán quan tuy trên miệng cự tuyệt nhưng lại cười đến mức cực kỳ khoái trá. Ta phục ngươi rồi đó. Diệp Đào sắc mặt tối sầm, quay người liền muốn đi. Ngươi không muốn phần thưởng hay sao? Sao đừng, phán quan bật cười đó ra. Phần thưởng? Diệp Đào ánh mắt sáng bừng lên, thật nhanh vọt trở lại. Công đức tăng nhanh cũng là chỗ tốt. Phán quan tươi cười lấy ra một túi trữ vật tùy ý vứt cho Diệp Đào. Diệp Đào mỉm cười đưa tay đón lấy, không kịp chờ đợi mở ra. Ban thưởng thật đúng là phong phú, vén vẹn chỉ tính minh thạch nên có hơn 20 vạn. Ngoài ra còn có minh khí, bí quyển cùng đan dược. Ta đã nói rồi, dù sao cũng phải cho một chút an ủi chứ. Diệp Đào hắc hắc cười không ngừng, nội đan ở trong đó bị anh cầm ra toàn bộ. Tiếp theo, một nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng, mặc cho thánh thể bản nguyên luyện hóa, hóa thành tinh nguyên cuồn cuộn dung nhập vào trong cơ thể. Khí tức quanh một đường tăng vọt, khí huyết màu vàng kim mãnh liệt bàng bạc phun ra, khiến Diêm La Điện cũng vang lên ong ong chấn động. Hoàng cổ thánh thể. Phán quan bỗng nhiên đứng bật dậy, một đôi mắt to lấp lóe thành mang sắc bén, thần sắc khó thể tin nổi. Nếu không phải Diệp Đại Hào chủ động hiển lộ thì hắn cũng không biết Diệp Đại Hào là hoang cổ thánh thể, cũng mang huyết mạch giống như đế quân. Khó trách có thể chém giết nhiều ác long nghiệt thải như vậy. Phán quan hai mắt híp lại thành một đường, trong mắt minh bạch hiểu mọi chuyện. Hoàng cổ thánh thể cùng là đế sóng vai, không chỉ là tại dương gian mà là tại âm phủ cũng giống như vậy. Đế quân chính là minh chứng tốt nhất. Thánh thể đại thành có khả năng cùng minh đế ngạnh cương, tại toàn bộ minh giới cũng chỉ có đế hoàng làm được. Chiến lực của hắn tuyệt đối là nghịch thiên. Bây giờ minh giới lại xuất hiện thêm một tôn thánh thể thứ hai, hắn làm sao không chấn kinh? Đế quân đã đặc biệt coi trọng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đang lúc hắn chấn kinh thì một tiếng từ trong cơ thể Diệp Đào truyền ra một chấn động. Thăng cấp. Diệp Đào thăng cấp từ hoàng cảnh đỉnh phong, cường thế giết vào cấp chuẩn thánh, ánh vàng óng ánh rất là lóa mắt. Theo tu vi tấn cấp, trên đỉnh đầu của anh hiển hóa một dòng chữ âm minh, hóa thành hai chữ quỷ vương, như ẩn như hiện. Đó là tiêu chí thần vị, anh đã là một quỷ vương. Thần sắc của phán quan cũng rất phi diệu, nuốt mười mấy hạt đan dược, cái này liền thăng cấp rồi sao? Cái tư chất này là cao đến bao nhiêu chứ? Diệp Đào phá lên cười, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Thăng cấp quả như là ngoài ý muốn, trong cơ thể tràn đầy lực lượng bá đạo, cũng cường hoành quá nhiều. Thật đúng là người tài mà. Phán quan nhếch miệng tặc lưỡi không ngừng. Đan dược có còn không? Cho ta một ít nữa đi. Diệp Đào ha hả cười ra. Có cũng không cho ngươi. Phán quan một lời thốt lên gọn gàng mà linh hoạt. Ta có tiền đi mua. Diệp Đào cực cụ đắc ý đi, vừa đi vừa lắc lư đầu ngâm nga một chút điệu nhạc. Tu vi thăng cấp, tâm tình anh lập tức bay bổng. Nhìn qua bóng lưng rời đi của Diệp Đào, phán quan vuốt vuốt hàm râu quai nón, ý tứ sâu xa nói ra. Muốn cô gái khiến người phải tiến bộ à? Chuẩn lắm sao? Bên ngoài Diêm La Điện vang lên âm thanh kinh ngạc. Hai thủ điện quỷ vương thần sắc kinh ngạc nhìn qua Diệp Đào. Lúc đi vào chính là hoàng cảnh, ra tới liền trở thành cấp chuẩn thánh rồi sao? Mà lại lúc nhìn lên đỉnh đầu anh giống như ngầm hiện hai chữ quỷ vương. Hai quỷ vương biểu lộ càng quỷ quái hơn. Hắn có nhiều công đức như vậy sao? À, chúng ta cùng cấp rồi đó. Lần sau lúc ta đến nhớ khách khí với ta một chút đó. Diệp Đào vút vút tóc, một bước vọt lên hư thiên. Hai quỷ vương co giật khóe miệng, đừng nói ba bọn hắn thật đúng là cùng cấp. Ra khỏi Diêm La Điện, Diệp Hào liền lao thẳng đến phương hướng cầu Đại Hà. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là đem những người muốn trêu chọc Sở Linh tìm một chỗ chôn sống, chứ đừng phải hướng đến chết mà đánh thôi. Nhiều dãy núi tại minh giới đen thui, có quỷ hồn kêu rên. Lúc đi ngang qua một mảnh quỷ sơn, Diệp Đào nhíu chặt lông mày, dừng thân tại một mảnh hư thiên, rất hứng thú nhìn về một phương. Ở nơi đó có một bóng người huyễn hóa ra tới, khoác lên áo giáp đen nhánh, khí huyết quay cuồng, cũng không phải chính là Quỷ Tuyền Minh hay sao? Ta chờ ngươi rất lâu rồi à. Quỷ Tuyền Minh từng bước một đạp trời mà đến, nổ ra răng nanh trắng nhởn, cười âm trầm đến mức đáng sợ. Lại thăng cấp chuẩn thánh, thật đúng là xem thường ngươi rồi. Đã đưa tới tận cửa, ta cũng bớt phải đi tìm ngươi. Diệp Đào ông dung cười một tiếng mạnh mẽ vặn vẹo cổ.
dám cùng Bản Minh Tương đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thê thảm đó. Quý Tiền Minh một bước đạp nát hư thiên, vượt qua ra đến, tay nắm một đại thủ ấn âm dương lăng không ập đến. Ai cho ngươi sự tự tin như vậy chứ? Diệp Đại Học cười lạnh, một tay nắm kiền khôn, rất nhiều bí pháp dung hợp, một quyền bát hoang nện ra. Quyền cùng chưởng va chạm, âm thanh lôi bạo nhất thời vang lên, phiến không gian hư vô kia sụp đổ, phía dưới quỷ sơn cũng chấn động đến đá vụn bay tứ tung. Là nhìn tới hai người, Diệp Hào vẫn sừng sững bất động, vẫn chắc như núi lớn, nhưng Quỷ Tuyền Minh điền thảm, bàn tay nổ tung, huyết cốt bắn ra tung tóe, hoàn lịch văng đi hơn 10 trượng mới ngừng lại được thân hình. Làm sao có thể được như vậy được chứ? Thần sắc của hắn cực kỳ khiếp sợ, một đôi mắt quỷ đen nhánh trợn lồi ra, phủ kín từng đầu tơ máu. Hắn đường đường là Minh Tương, tu vi cấp thánh nhân, lại bị một chuẩn thánh một quyền oanh cho hợp máu, vén bệnh chỉ một chiêu hắn lại bại hoàn toàn. Cùng ta đánh, tốt nhất nên mở ra nhiều thủ đoạn khác, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Lớp Quỷ Tuyền Minh còn đang chấn kinh, Diệp Đại Hà đã vọt đến, một bước hoành ngang hư không, thuẫn thần giết tới, không thèm nói hai lời, huy cầm quyền để đánh. Quỷ Tuyền Minh kịp phản ứng lại, mở đột bật lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Diệp Đại Hà một quyền oanh cho lật ngược, lần thứ hai bay tứ tung ra ngoài, lần này bay đi càng xa hơn, va sập một ngọn núi. Lần này tổn thương càng thảm hại hơn, nửa cái thân thể đều bị Diệp Đại Hào đánh cho tàn phế, huyết cốt đen nhánh lộ ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình, người đáng chết. Quỷ Tuyền Minh gào thét, diện mục thật dữ tợn, từ trong đám vụn xông ra, trong tay có thêm một thanh chiến kiếm, một kiếm bổ ra một đầu giang hà, vỡ toát thiên địa. Người còn kém rất xa. Diệp Đào lấy thanh ngạnh kháng, một chữ đánh cho Quỷ Tuyền Minh lão đảo, xương vai bị chấn bay, máu tươi văng ra khắp nơi. A! À! Quỷ Tuyền Minh hai mắt đỏ bừng, mạnh mẽ vươn lên bàn tay, một chí thần mang đâm về giữa lông mày Diệp Đào. Diệp Đào nghiêng đầu tránh thoát, bàn tay vỗ mạnh tới, chỗ khác đều không đánh, liền đánh đánh chắc chắc nện tại trên gương mặt Quỷ Tuyền Minh. Ha! Người tấm mặt xoáy khí kia trực tiếp bị vỗ cho lệch ra. Quỷ Tuyền Minh tức giận, triệt để nổi giận, thi triển cấm pháp, giữa lông mày xuất hiện một đạo thần văn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Hình thái của hắn cũng thay đổi, một mái đầu tóc đen trở nên đỏ như máu, thân thể có lôi điện quấn quanh như từng con rắn trườn tới. Mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu cấm pháp, ta vẫn nện chết ngươi. Diệp Đào hét lớn, chân đạp thái hư, tung hoành cửu tiêu, tàn ảnh bay đầy trời. Ta phải giết ngươi. Quý Tuyền Minh gầm thét, một tay kết ấn, một mảnh hải dương đen nhánh huyển hóa ra, cuồn cuộn sóng biển ngập trời. Đồng tính này có chút lớn, hải dương đen nhánh che trời lấp đất, thiên địa vốn là u ám, càng nhắm mắt không có được điểm ánh sáng. Lại nói tới bí pháp này hoàn toàn chính xác là bất phàm, nghiền ép tới thương khung thốn thốn sụp đổ, cái này nếu như bị nuốt hết thì cấp chuẩn thánh chắc chắn phải chết. Chỉ có điều Diệp Hào chính là một tên xuất sinh không ở trong hải dương đen nhánh này. Anh huyễn hóa ra hai bàn tay lớn màu vàng óng xé toát hải dương. Quỷ Tuyền Minh bị phản vệ, đạp đạp chân lui lại, mỗi lần lui lại một bước liền một lần phun máu, mỗi khi lui lại một bước thân thể đều nổ tung. Đợi đến khi hắn dừng lại thân hình một hơi cũng còn không kịp thở, Diệp Đào liền vọt đến, chín đạo thần thương rất là thoải mái đâm tới. Lần này Quỷ Tuyền Minh ngơ ngác, đầu ông ông chấn động, ở bên trên hư không lung la lung lay, nguyên thần đã bị trọng thương. Diệp Đào liền cấp tốc nhào lên liền đánh, bí thuật nhiều lần xuất ra, một bộ tiếp đến một bộ, đánh cho Quỷ Tuyền Minh không ngóc đầu lên được. Cho đến lúc âm thanh ầm ầm chấn động bị chôn vùi, trận chiến cũng theo đó mà kết thúc. Quỷ Tuyền Minh bại, tấm tấm ròng rã, một cái thân lớn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, còn bị Diệp Hào phong cấm.